Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tây đang tiến hành demo cho quý vị chúng ta về mẫu loa karaoke di động công suất lớn, một trong những cái mẫu sản phẩm mà Nhật Tây phải nói là bán rất là chạy ở trên thị trường. Dòng này thì có một sự thay đổi mới, đó chính là một cái thiết bị vang số. Thì giá bán của sản phẩm này ha, giá bán của sản phẩm này thì nó có giá là 18.300.000 đã bao gồm phí giao hàng tận nơi cho quý vị. Nó sẽ được tích hợp cho mình với cái gì ạ? Với một cái thùng loa gồm hai bát 40, có từ 190 cồn 75, hai trep 450, bát trep ở đây nhập khẩu loại cao cấp hết quý vị nhé. Ở đây thì nó được tích hợp với một cái cục đẩy hai kênh ha, với 10 kênh đến được 700W, và đặc biệt điểm nhấn hơn đó chính là cái dòng vang số. Đây là dòng vang mới Nhật Tây đã cài đặt và căn chỉnh ở trên đây với nhiều chế độ trong nhà và ngoài trời, đã cắt hú và cho tiếng hát rất là hay, hay hơn rất là nhiều so với những dòng vang cơ. Nếu như quý vị chúng ta mua cái dòng vang loa khoảng tầm 15-16 thì chúng ta nên mua lên cái con thiết bị âm thanh này để mà âm thanh cho nó hay hơn quý vị nhé. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều và chấm hú tốt hơn rất là nhiều đấy. Và cuối cùng là về cái đầu thu micro của Shure UGS23 quý vị nhé. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà cho chất lượng âm thanh tiếng micro karaoke rất là hay, chúng ta dùng trong nhà ngoài trời đều được. Và giá bán xin nhắc lại một lần nữa là 18.300.000 đã bao gồm phí giao hàng tận nơi cho quý vị ha. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng nhạc cùng với Nhật Tây. Ngoài ra quý vị chúng ta muốn sắm thêm một cái màn hình laptop như thế này thì giá là 3.500.000 đã bao gồm phí giao hàng và tặng kèm cho mình cái chân như thế này luôn nha quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke nhé.
mọi nơi muốn.